Trên Tây Bắc bọn em giúp nhau làm then thế nào nhá các bác nhá. Đây là con đường về nhà em các bác ạ. Đây có hai con ngan ở đây này. Thì ở cạnh nhà em có nhà bác. Hôm nay cũng là một cái lễ hát then các bác ạ. Thì em xin mời các bác tới đây để xem cái cận cảnh người Tày ở trên Tây Bắc của bọn em giúp nhau như thế nào nhá các bác nhá. Đây em đang đến nơi rồi này. Em đang di chuyển lên rồi các bác ạ. Đây là một cái ngôi nhà sàn được dựng từ những cái cán của cây lá chuối nhé các bạn nhé. Cái này tối nay cũng là một cái lễ để mà trong hoàn thiện trong cái khu tối nay làm hát then này các bạn này. Nó rất là cầu kỳ luôn này. Ông này chơi làm nhà hồn. Bao nhiêu gian đấy bác ơi, cái nhà này? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngôi nhà này 9 gian này các bạn này. Đàn ông 17, phụ nữ thì 9. Nghe chưa? Đây. Phía bên này có một ngôi nhà bé đang làm thế này. Hai tầng. Đây các bạn ơi, đây cũng là một cái lễ nữa này. Cái này để tối nay sẽ đựng gạo, đựng muối này các bạn này. Cái tượng trưng cho cái mà ngày xưa mà chưa có hòm, chưa có tủ ấy, thì chưa có thùng tôn thì hay đựng gạo, đựng thóc vào trong những cái này này các bạn này. Đây đứa này các bạn này, đây là những cái sọt bé bé này, sau khi cúng cái lễ hát then xong thì cái này sẽ được treo lên nóc nhà này các bạn này. Nóc nhà cơ. Ăn. Đây phía bên này bà Linh đang thái cái này ăn tối luôn à bà. Để thái lòng gà này để tối nay xào với giá đỗ này các bạn này. Xào miến à? À đây cái miến được ngâm ở trong này này các bạn này. Bên này chị đang thái mộc nhĩ này để tối nay cũng cho vào cái món này luôn à chị. Đây, phía bên này có củ cà rốt này. Đây phía bên này cô đang nướng cá để ăn tối này các bạn này. Không biết bao nhiêu mâm đấy bữa nay. 15 mâm, 15 gắp cá này các bạn này. Đây em giúp việc ở dưới sàn này một tí nữa em sẽ lên trên nhà quay cho các bác xem nhé, những cái cảnh gì ở trên nhà tiếp theo nha các bác nhé. Bây giờ em sẽ phải làm lông con lợn này giúp anh em rồi. Anh ấy hết nhà nước hàng câu rồi không? Câu nói. Đây là một cái cầu bé này các bạn này. Hai cái ạ. Còn phía bên này là đôi cầu to nhé các bạn nhé. Với con cá lúc đây này. Đó làm cái cọc này để ngày mai bắt đầu đi đóng này. Ngôi nhà đã được lợp xong nhá các bạn nhá. Đó. À, okay. Hoàn thiện phần vách này. Bạn chủ
Nước đổ đầu vịt ấy, nhọt hơn đấy nổ. Đó, đây cũng là những cái lễ này, đi lấy về để chuẩn bị này các bạn này. Có cây chuối. Hồn nữ Huế đang nhổ lông vịt đây các bạn này. Tại từ chiều về thì cũng đang tối rồi. Anh em chuẩn bị xong hết cái thủ tục này thì mới bắt đầu ăn cơm tối này các bạn này. Em sẽ di chuyển lên nhà cho các bạn xem nhé. Xem ở trên đây có cái gì nhé. An ơi, tìm cái gì đấy con? Đi lên nhà đây con, đi lên nhà đi. Cái lễ lúc đấy là đã xong nhé các bạn nhé. Lên trên nhà quay cho các bạn xem này. Đó, các bà đã hoàn thiện những cái sọt mà lúc đấy được đan đấy các bạn nhé. Thì hiện tại ăn cơm trưa xong thì cái thủ tục hát then mới được bắt đầu các bạn ạ. Đây ở cái góc quay trên tủ này thì có một cái đồ làm cũng rất cực kỳ này các bạn này. Hoa này. Bằng phú tư học kinh chút lễ các bạn ngắn. Bằng món lên tả đây. Có là hẳn. Bằng cốt để đúc rồi nhé các bạn nhé. Có cái này. Làm hết tất cả. Này đang làm. Tắp. Tắp người ăn mai. Chờ xe đến nhưng mà cứ hỏi nhiều. Đấy, mẹ biết sao trả lời. Chụp lại mà. Bấm tắt này mấy hay. Kéo đuôi lên rồi đấy. Tác nghiệp. Xe tối tối nhất rồi, thế đấy, dưới. 7 rưỡi đi. Đâu. Bây giờ mới đang chưa thằng lò quá, kéo nắng kéo. Mưa mưa tầm. Đúng rồi. Hơi tối. An ơi. Mí cả tháp phun phố không nó. Hả? Hả thằng An đây ta đây. Hả thằng mà xe không? Ăn gì ăn rồi. Chả cá trâu. Nhưng mà kinh thầu chan của tao lắm. Nhưng mà kinh trâu đó bữa chín nè. Đồ bữa chá là tử rồi. Đói kinh ngon đâu. Ăn rồi ăn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.